Ok, xin chào các bạn. Đến hẹn lại lên. Hôm nay mình lại giới thiệu với các bạn mồi lươn mới. Đó là cái trứng ung nha. Trứng mà ấp mà không nở ấy, với hai con giun, lá chanh, cua. Cua hay gọi là giam ấy, là mồi mới nha, để thử nghiệm xem mồi này có lươn hay không. Hôm qua mình thử cái mồi là giun, lá chanh. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ thử mồi mới, xem nó có hiệu quả hơn như mùi hôm qua hay không. Các bạn xem nha. Thôi, cháu dậy đây. Dậy để chú Hải làm. Ok, bắt đầu các bạn sẽ bằm cái này ra. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, dồi ôi. Con này. Đấy. Sẽ bằm nha, xem nha. Loài mồi này rất tanh các bạn. Đấy, các bạn bằm thật nhỏ vào nha. Mà có lươn là mình sẽ quay cho các bạn xem. Mồi lươn. Mồi lươn lá chanh, giun, trứng ung. Đấy, rất là thơm các bạn. Nó càng nhỏ càng tốt các bạn nhá. Rồi, như thế là xong các bạn nhá. Đó là mồi lươn đó các bạn nhá. Thì mình đi quay thả lươn cho các bạn xem. Chào các bạn.